Thưa quý vị và các bạn, chuyến du lịch định mệnh của một đại gia đình ở Đà Nẵng để mừng sinh nhật một thành viên đã trở thành đại tang trong vụ tai nạn rơi máy bay trực thăng tại khu vực biển giáp danh giữa Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng và Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Cả 5 người trong chuyến bay đều thiệt mạng và đến thời điểm 18 giờ ngày 6 tháng 4, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và đưa vào bờ thi thể 4 nạn nhân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Vũ Miền tại nhà tang lễ thành phố Hạ Long vào đầu giờ chiều nay. Tôi đang có mặt tại nhà tang lễ của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ở nơi tiếp nhận thi thể các nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng vào chiều tối ngày hôm qua. Và tính đến đầu giờ chiều nay thì các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã đưa được 4 thi thể của các nạn nhân vào bờ. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang tiếp tục được các lực lượng khẩn trương triển khai với hơn 600 người, cùng lực lượng biên phòng Quảng Ninh, biên phòng Hải Phòng, cảnh sát biển, quân chủng hải quân. Hơn 30 phương tiện tàu thuyền được huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn. Theo thông tin từ Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Quốc phòng, sáng nay, thợ lặn của quân chủng Hải quân đã tổ chức lặn tìm kiếm quanh vị trí máy bay rơi. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cũng điều động tàu SAR 411 thường trực tại Hải Phòng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Thời tiết vùng biển Quảng Ninh hiện bắt đầu chịu tác động của đợt gió mùa đông bắc mới, nên khá bất lợi cho hoạt động tìm kiếm. Cho đến thời điểm này, đã có 4 trên 5 nạn nhân được tìm thấy, trong đó có một phi công và 3 hành khách. Các lực lượng đã xác định được vị trí rơi của máy bay và trục vớt được một số mảnh vỡ. Ngay trong đêm qua, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đã có mặt tại Hải Phòng và trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm tại hiện trường. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu lực lượng cứu nạn gấp rút triển khai tối đa lực lượng, phương tiện để tìm kiếm cứu nạn đối với những người còn bị mất tích với tinh thần quyết liệt nhất, kịp thời và hiệu quả nhất. Cũng trong đêm qua, thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành, các đơn vị liên quan cũng đã túc trực tại Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh để thăm hỏi, chia sẻ, động viên thân nhân các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay. Vâng, thưa quý vị, còn tại khu vực Vịnh Trà Báu, xã Gia Luận, huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng, lực lượng cứu hộ vụ rơi máy bay trực thăng đang lặn tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại. Dù thủy triều đã rút nhưng công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do lo ngại thi thể nạn nhân đã bị trôi ra khỏi khoang máy bay. Thông tin từ phóng viên Minh Khang ghi nhận tại Vịnh Trà Báu, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng vào trưa ngày 6 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, từ sáng sớm nay, tôi đã có mặt tại hiện trường nơi chiếc trực thăng gặp nạn rơi xuống vịnh Trà Báu ở quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng. Cũng từ sáng sớm nay thì các lực lượng chức năng đã đi tuần lưu trên khu vực máy bay rơi để tìm kiếm các cái hành lý cũng tư trang cũng như là những cái vật dụng và thân vỏ máy bay rơi ở khu vực này. Đến sáng nay thì nhóm thợ lặn đã thay phiên nhau liên tục xuống tiếp cận thân máy bay rơi để làm công tác trục vớt. Và đến 8 giờ sáng nay thì lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cùng với huyện Cát Hải và các lực lượng chức năng khác của Quảng Ninh, Hải Phòng, cục cảnh sát giao thông cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cũng như là phối hợp tổ chức công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin gửi đến quý vị và các bạn. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn thương tâm này thì sáng ngày 6 tháng 4, Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng xác nhận thông tin và yêu cầu tạm dừng các tour bay ngắm cảnh bằng trực thăng ở Việt Nam đến khi có thông báo mới. Theo thông tin đăng tải trên cổng thông tin Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, thì các đơn vị này có 28 máy bay trực thăng hiện đại từ 4 đến 24 chỗ. Hệ thống du lịch được cấp phép là hơn 50 đường bay. Trong đó thì tiêu biểu là các địa điểm Hạ Long, Ninh Bình, Cát Bi, Cát Bà, Móng Cái, Lào Cai, Sapa, Điện Biên Phủ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Vinh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Côn Đảo, Cần Thơ, Cà Mau, Phú Quốc. Các chuyến bay này sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, đêm 5 tháng 4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tới hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn vụ máy bay rơi. Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng cứu nạn gấp rút triển khai tối đa lực lượng, phương tiện để tìm kiếm cứu nạn đối với những người còn bị mất tích với tinh thần quyết liệt nhất, kịp thời, hiệu quả nhất. Lực lượng tìm kiếm gồm hơn 30 phương tiện với khoảng 600 cán bộ chiến sĩ từ lực lượng của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành Hải Phòng, Quảng Ninh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra thì lực lượng chức năng còn huy động thêm các tàu cá, tàu du lịch tham gia tìm kiếm.
Trước đó, thì máy bay Bell 505 số hiệu VN8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam Binh đoàn 18 do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch người Việt Nam thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao, cất cánh lúc 16h56 phút, mất liên lạc vào lúc 17h15 phút. Được biết, thì 4 du khách tử nạn có 3 người là người thân trong một gia đình tại thành phố Đà Nẵng. Không khí tang thương đang bao trùm nơi quê nhà khi ngày sinh nhật của một trong số các nạn nhân lại trở thành đại tang của gia đình. Trong sáng nay, gia đình các nạn nhân đã có mặt tại nhà tang lễ thành phố Hạ Long để chờ bàn giao thi thể người thân. Người thân của các nạn nhân cho biết cách đây không lâu, gia đình bàn bạc chuyện tổ chức chuyến du lịch để mừng sinh nhật lần thứ 59 cho ông Hồ Tá Lực, là một trong 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay. Sáng ngày 5 tháng 4, thì cả nhà với 7 thành viên gồm vợ chồng ông Lực, vợ chồng con gái và cháu, bà Oanh, em ruột ông Lực và một người bạn tên là B ra Hải Phòng. Tuy nhiên, thì đến tối, gia đình nạn nhân nhận hung tin là vợ chồng ông Lực cùng bà Oanh và bà B đã gặp nạn. Rất may là 3 người còn lại gồm con gái, con rể và cháu ngoại ông Lực thoát nạn do cháu ngoại bị sốt nên không tham gia bay. Tại quê nhà các nạn nhân ở đường Tôn Đản, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, không khí tang thương đang bao trùm. Không ngờ chuyến du lịch mừng sinh nhật lại trở thành ngày đại tang của gia đình. Hiện tại thì gia đình và bà con hàng xóm, các ban, ngành đã đến chia buồn, động viên, hỗ trợ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật thì đến trưa ngày 6 tháng 4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy hộp đen của máy bay trực thăng gặp nạn, đồng thời cơ bản trục vớt được các mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng Bell 505 mang số hiệu VN8650. Nguyên nhân vụ tai nạn sẽ được chúng tôi cập nhật trong những bản tin tiếp theo trên VTC Now. Còn bây giờ, phần cuối chương trình sẽ là những thông tin giải trí đáng chú ý. Thưa quý vị, tối mùng 5 tháng 4, MV Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực của rapper Denvo bất ngờ biến mất trên YouTube. Khi tìm kiếm tên ca khúc trên nền tảng này, thì khán giả chỉ thấy video hậu trường hoặc những bản cover, chứ không tìm được MV gốc. Cùng thời điểm này, thì phía Denvo xác nhận đã ẩn MV Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực. Người đại diện cho biết thì nam rapper nhận tin về chiếc máy bay trực thăng Bell 505 chở 5 người bị rơi trên khu vực Vịnh Hạ Long. Được biết đây cũng là chiếc máy bay từng xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc của Denvo. Đại diện của nam ca sĩ cho biết rằng mọi người cảm thấy rụng rời tay chân sau vụ tai nạn thương tâm và ngay lập tức báo với bên vận hành kênh YouTube phải ngay lập tức khóa MV lại vì nghệ sĩ và ekip không muốn tăng view theo cách buồn bã như thế này. Đồng thời xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. MV Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực ra mắt hồi tháng 8 năm 2020. Ca sĩ Denvo chia sẻ rằng anh biết ở quê nhà Hạ Long có dịch vụ cho thuê máy bay nên đã cùng ekip thực hiện ghi hình. Và chiếc máy bay gặp nạn cũng là chiếc máy bay anh đã thuê để thực hiện MV của mình. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 6 tháng 4, các phòng giáo dục và đào tạo của Hà Nội sẽ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông năm 2023-2024. Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 từ ngày 6 tháng 4, các phòng giáo dục và đào tạo của thành phố sẽ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024. Sau đó, các phòng giáo dục và đào tạo sẽ chuyển phiếu đăng ký dự thi về các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn để phục vụ học sinh lớp 9 đăng ký dự tuyển lớp 10 năm học 2023-2024. Vào ngày 26 tháng 4, các nhà trường nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 của học sinh về phòng giáo dục và đào tạo. Từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5, các phòng giáo dục và đào tạo sẽ nhập dữ liệu tuyển sinh, in danh sách thí sinh chuyển về các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên để tổ chức cho học sinh kiểm tra, sửa chữa dữ liệu.